Ngay ngày hôm nay mọi người nếu có nhu cầu mua ạc vào ngay shop coi ốc com Vừa giảm giá 20% toàn bộ ạc trên shop Mọi người vô ngay để mua ạc nào coi tư com nhé mọi người ơi Như vậy là chính thức khai trường web 81fullgame.com rồi mọi người ơi Mọi người có nhu cầu úp bí kíp làm nhiệm vụ thuê làm đầy tử úp sức mạnh đầy tử vào ngay web 81fullgame.com Mọi người đang gặp khó khăn về làm nhiệm vụ thuê hãy vào ngay 81fullgame.com 81fullgame.com Full dịch vụ anh em Ngọc Rồng 7 server Vâng xin cảm ơn anh em Mọi người cần hỗ trợ hay PM ngay góc phải màn hình của chúng ta, vâng xin cảm ơn khanh Vâng hello mọi người Thì nói chung là chắc hôm nay em bảo anh em đi tụ trường gì đó mà Anh Nghe bảo anh em đi tụ trường, đi trường gì đó thì chúc anh em gọi là vào năm học mới thì đạt nhiều thành công trong cuộc sống Đặc biệt là cô chủ nhiệm là dễ tính và đặc biệt cái thứ hai cái đặc biệt nhất đó là ngồi gần gái xinh nha anh em Tuyệt vời Tuyệt vời Hạnh phúc nhất đời học sinh Hạnh phúc nhất đời học sinh đó anh em à ngồi ừ. gần gái đẹp Ê Khanh cho Bây giờ cho em chọn ngồi gần gái xinh mà học ngu Với ngồi gần gái xấu mà học giỏi em chọn cái nào? Em chọn ngồi, ngồi gần gái xinh mà học ngu Sao em chọn ngồi gần gái xinh mà học ngu? Đầu em này Tri thức đầy đầu luôn Ủa học theo ai mà sao tri thức đầy đầu vậy? Còn ai vào đây? Anh em mình mà À học theo còi Ủa. ốc tiêu đúng không? Được. Đúng Đúng chính xác, quá ngon rồi Ủa mà sao hôm nay tự nhiên học hành gì ra đây ạ? Vì vào clip đầu tiên thì chúc anh em gọi là vào năm học đạt thành tích tốt mà với hỏi ừ. em là thử nghiên cứu em thì coi thích ngồi gần gái xinh hay là gái xấu Đó. Đấy, được thấy không? Cứ học theo anh Ngồi gần gái xinh đều đều <cười> <cười> xem nữa là quên mất hôm nay là ngày vu lan bảo hiếu thì mình chúc tất cả các vị phụ huynh tất cả các cha các mẹ trên toàn thế giới một ngày tuyệt vời hạnh phúc nhất nha anh em Mọi người ơi, mọi người đang có mắt tại kênh youtube của thứ Bảy với tựa game Ngọc Rồn Live Và xin chào toàn bộ anh em Và mình chính là cảnh Sắt coi mình quay trở lại rồi đây Với bộ kỹ năng full 7 thì ngày hôm nay xuyên đêm hơn 3 giờ đêm rồi Không biết liệu cảnh Sắt coi có hoàn thành nhiệm vụ của mình trong tối hôm nay hay không đây Vâng, và bên đệ tử của mình mang 3 món 6 sao Bên sư phụ mang 4 món 7 sao kết hợp lại HP của mình được 2, tới 2 triệu 6 luôn Nhiệm vụ phi xe anh em ạ, bộ kỹ năng con đệ tử thôi khỏi muốn nhìn luôn Thôi được rồi, chúng ta vào nhiệm vụ ngay nhá Chơi game mà muốn không mất tiền thì bắt buộc mình phải tự làm nhiệm vụ mà thôi Và trước mặt chúng ta đó phi dê đại ca cấp 1 Mình cũng không muốn bỏ tiền ra một chút nào để mà làm nhiệm vụ Một cú tự sát đến từ coi cảnh sát Không biết có thành công hay không Vâng chính xác là đã thành công Con một là nó phải thế anh em ạ Con một là nó phải thế phải làm nhanh như thế đây mới là chương trình nhanh như chớp của game Ngọc Rồng Online Thực sự là quá nhanh, quá đẳng cấp đến từ vị trí của coi chó điền Vâng, và bây giờ chúng ta tiếp tục với con hai Mình vừa về lấy tự sát nhưng mà không thành công game có vẻ đã lag rồi mình chơi bêm chay không thành công luôn rồi bây giờ chúng ta sẽ đợi đợi tới đợt kế tiếp 15 phút một lần nha anh em chơi game không cần tiền là đây quá đẳng cấp đi khỏi cần tiền thuê nhiệm vụ anh em ạ không muốn bỏ tiền ra làm thuê nhiệm vụ thì các bạn bắt buộc phải yêu cầu là chịu khó cần cù và siêng năng và hiện tại bây giờ coi cảnh sát chính là mình đây mình đang rất cần cù và rất siêng năng hiện tại game 25 phút nữa là tới bảo trì rồi tuy nhiên mình sẽ cố gắng làm xong nhiệm vụ trước khi bảo trì để có thể một ngủ ngon lành Chứ không mà không làm xong thì ngày mai lại phải thức đêm Và đấy chính là phi dẹp cấp 2 Và thành công đến từ vị trí của Coi chó điên lại một lần nữa Coi chó điên thể hiện đẳng cấp Ở pha từ sát vừa rồi Bây giờ chúng ta sẽ đi lấy hồi từ sát Vâng không thành công Tại vì server sắp bảo trì Và bây giờ chúng ta sẽ chơi chay luôn anh em Đấm chay luôn Bây giờ chắc chắn là phải hóa khỉ Và có cuồng nổ đến từ coi cảnh sát Không biết có thành công hay không đây Một pha vẫn đang khá là mạo hiểm của coi cảnh sát một phát trói có phát trói nào không không có phát trói nào được tạo ra vâng có một phát trói đến từ vị trí của nơi tê vâng một triệu hai trăm k hình như mình đã mình đã là người ăn rồi anh em ơi quá tuyệt vời vâng trời ơi thực sự là hồi hộp quá anh em ạ không lấy được từ sát không thể combo không thể combo thì không thể làm nhiệm vụ và bây giờ mình đã thành công với nhiệm vụ phi xe cấp 3 rồi quá tuyệt vời bây giờ chúng ta có thể trả nhiệm vụ một cách quá dễ dàng luôn anh em Wow, quá là phê anh em ạ Wow, một pha thức đêm mà đã đang tuyệt vời Ông mặt trời luôn Hên quá là không có thằng nào nó kẹp bạc nó phá anh em Phê quá đi Yeah Xong nhiệm vụ rồi mọi người ơi Vâng, xin chào mọi người nhá à, Hiện tại bây giờ đang là mấy giờ? 3 giờ 42 phút sáng nhá mọi người Phòng mình ngay bây giờ nè mọi người <laughs> Mừng vãi, may nó mọi người ạ Nói chung là hôm nay hơi bị may luôn, bao may luôn lúc đó tại đúng lúc bảo trì luôn anh em đúng lúc bảo trì luôn đâu có về lấy khỉ được đâu có về lấy hồi tự sát được làm đại ai ngờ được luôn may kinh khủng khiếp luôn vâng như vậy là mình vừa hoàn thành xong nhiệm vụ phi xe một nhiệm vụ mà có thể rất là quan trọng luôn bao vâng quan trọng luôn để mình có thể qua tương lai làm nhiệm vụ mới anh em ạ rất là ngon với sự đồng hành của tuấn khanh hôm nay nó lên đây chơi cùng với mình để thức đêm hai thằng thức đêm mà làm nhiệm vụ Rồi là 3 giờ 42 nha 3 giờ 42 sáng buổi sáng nha nha khiếp đã nói chung là phê nha dù sao cũng uh, một ngày thức đêm nhưng mà cực kỳ tê luôn <laughs> quá phê không dám hét chứ ban ngày á nếu như ban ngày mà xong nhiệm vụ này mình hét cho nó toán mồm nhìn canh <laughs> chạy nha bạn không dám nói to sợ nói to mọi người thức không xài nước hoa và thơm ngay trời ơi xịt nước hoa lên người cái thơm ngây ngất luôn làm nhiệm vụ phát một là xong luôn một phát một xong luôn quá đẳng cấp bạn ơi thơm ngay thơm ngất thơm đến nhiệm vụ luôn thơm cả người thơm đến nhiệm vụ thân thơm, thơm đến game luôn không khéo giờ đi săn bót là lượm nguyên món bảy sao là có đó ở xa xa đằng sau bụi chuối mình đã tìm thấy một vị khách lạ rồi mọi người ơi và bây giờ nhiệm vụ của mình đó chính là đi tìm khách lạ vâng đây chính là ca đích Vâng, bây giờ thì mình sẽ chính thức đó là qua được tương lai anh em ạ. Wow, tuyệt vời mọi người ơi. Mọi người nên nhớ rằng khi mà qua tương lai mọi người phải tiết kiệm một ngọc nha. Mọi người nhất định phải tiết kiệm một ngọc, mình sẽ đợi, mình sẽ đợi phải tiết kiệm một ngọc anh em ạ. À. Trời ơi, trời ơi, chết tôi luôn. Trời ơi, chết tôi luôn. Thôi 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 thôi, bỏ đi. Giờ mình đã hiểu tại vì sao phải mất một ngọc để qua tương lai rồi. Vâng, bây giờ mình sẽ đưa thuốc trợ tim cho Quy lão để xem ai. Wow, trên người không có bình thuốc trợ tim nào. của Quy lão đâu vậy trời? À Quy Lão ở, ở đảo Cam Mê anh em ạ, vãi cất trưởng thật. Cha thấy liệu thuốc trợ tim nào? Đây bây giờ mình sẽ giao thuốc trợ tim vâng xong rồi anh em. Quá tuyệt. Bây giờ chúng ta sẽ đi tương lại, lại tới tương lại, lại tới tương lại. Con mẹ mày sao mày đèo nói sớm? Mẹ thấy là nó câu hai ngọc của mình anh em ạ, mất hai ngọc, vô duyên vãi đái Trời ơi, mày câu tao về gặp Quy Lão xong mày lại bắt tao chạy qua đây, tốn hai ngọc nữa. <laughs> Đúng là chó chết tật và bây giờ nhiệm vụ của mình sẽ là tiêu diệt 100 một ngàn sen luôn một ngàn sen và đặc biệt thì bây giờ mình đã chính thức đó là qua được bên tương lai đấy anh em bữa thì mình qua được rồi nhưng hôm nay là mình chính thức qua anh em chính thức qua luôn và bây giờ mình sẽ làm nhiệm vụ đó là một ngàn sen thôi được rồi chắc có lẽ là clip này mình dừng lại tại đây thôi nói chung là một ngàn sen thì hôm sau live stream rồi trả nhiệm vụ luôn anh em ạ tuyệt vời chung là cũng khá là vất vả trong đêm hôm nay Nay bây giờ chắc mình cũng có thể là off clip để mà đi ngủ được rồi anh em Off clip đi ngủ thôi chứ chắc là không ngủ nữa Ngày mai mắt sưng bù lấy đâu mà rép tin nhắn để trả lời anh em Anh em đừng quên một điều rằng nếu mua hoặc thì vào shop coitim bài com nhé Mua vàng học thì vào shop vàng học 957.com nha Mình hiện tại mình đang nhập vàng 7 server Anh em nào cần bán vàng server 2, server 3 mình nhập x5k Server 4 mình nhập 4k5, server 1 mình nhập 4k5 Server 6 mình nhập 5K, 5K5 tùy số lượng nha anh em Server 7 thì 4K đến 4K7 tùy số lượng nha Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã xem clip ngày hôm nay Và chúc mọi người ngày mai đi học vui vẻ nha Chúc anh em một ngày tuyệt vời nhất Bye anh em